Chào mừng các bạn đến với channel The Tiny Talk. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lá bài The High Priestess. Và cái lá bài này thì có 8 biểu tượng chính, đó là hai cột trụ, căn lưỡi liềm, vầng trăng tròn ở trên đầu của người phụ nữ, chữ thập, cuộn kinh Tora, áo choàng, cây cọ và quả lựu. Trong bài viết này thì nói chung là nó đã tóm tắt rất là ngắn gọn các ý nghĩa của biểu tượng, vừa ngắn gọn mà vừa dễ hiểu, cho nên là các bạn không cần phải lo đến việc là mình học biểu tượng nhiều, chỉ cần hiểu những cái ý nghĩa chính cái biểu tượng mà đã được nói đến trong này là được. Bây giờ mình sẽ đi vào lá bài nha. Trong bộ bài quay, The High Priestess được miêu tả đang ngồi trên ngai vàng giữa hai cây cột trong điện thờ Solomon, có một phần trăng khuyết dưới chân nàng và nàng mang một phương miện bằng bạc tượng trưng cho ba giai đoạn của mặt trăng: trăng tròn, trăng khuyết và trăng tàn. Trên ngực nàng là một chữ thập lớn và trên đùi nàng là một cuộn kinh Torah, hay còn được gọi là ngũ thư. Nàng mặc một áo choàng dài màu xanh và trắng, và áo choàng che một phần cuộn giấy, và màn che đằng hai cột trụ được trang trí bởi hình cây cọ thêu và quả lựu. Hai cột trụ gợi ý đến việc xây dựng sự ổn định và sự hỗ trợ. Dù sao thì những cột trụ này đã mang một ý nghĩa biểu tượng huyền bí, nó biểu trưng cho sự phân cực hoặc những mặt đối nghịch nhau, ví dụ như đen và trắng, vật chất và tinh thần, tích cực và tiêu cực, sáng tạo và hủy diệt, sự sống và cái chết, và nhiều ví dụ khác nữa. Hai cột trụ được lấy nguyên mẫu từ hai cây cột đặt trước đền thờ Solomon tại Jerusalem. Cột bên trái được khắc từ đá màu đen, tượng trưng cho mặt trăng, sự suy tàn, cho một năm mới tàn tạ và sự nguyền rủa. Nó được đặt tên là Boaz, có nghĩa là nó sẽ tồn tại. Cột bên phải làm bằng cẩm thạch trắng, nó tượng trưng cho mặt trời, một năm mới được ban phước, và nó mang tên Jekin, có nghĩa là sức mạnh. Hình ảnh trăng lưỡi liềm chét lên trời cao là một tượng trưng cho nữ thần Ai Cập Isis, và với Thiên Chúa giáo là Đức Mẹ Đồng Trinh Mary, khi mà họ đôi khi cũng được miêu tả cùng với một biểu tượng trăng lưỡi liềm chét lên. Giống như lá bài The High Priestess, tượng trưng cho sự bí ẩn, trực giác và quyền năng của tiềm thức, vì nữ thần săn bắn đồng trinh Artemis cũng thường được miêu tả với một hình trăng khuyết được cầm trong tay hoặc được đội lên đầu như vương miện. Trăng thượng huyền được hiểu với ý nghĩa là năng lượng đang dâng tràn, khả năng mang thai cao và được cho là thời điểm tốt cho việc bắt đầu các dự án mới. Trăng tròn tức là nó đang ở thời điểm mạnh mẽ nhất, nó tượng trưng cho năng lượng của tính nữ đã đạt đến đỉnh điểm và được gắn với biểu tượng vòng tròn, ám chỉ sự toàn thể. Trăng hạo huyền thì lại là thời điểm để cắt bỏ, nghỉ ngơi và để cho những thứ khác ra đi. Chữ thập đã trở thành biểu tượng chính của Kitô giáo từ khi Christ nói rằng vương quốc của ta không phải ở nơi trần thế. Những người theo Kitô giáo từ khởi thủy đã cố gắng phân tách hai địa hạt vật chất và tinh thần. Thế giới tinh thần đã trở thành nguồn lực chính trong thế giới quan của Kitô giáo. Trong khi đó, sự sống trên mặt đất, thế giới và cơ thể hữu hình này được coi như chỉ là một giai đoạn cần phải vượt qua, thay vì cố gắng liên kết cả hai nguồn năng lượng trong một thể thống nhất với tự nhiên. Chữ thập còn là một biểu tượng của số 4, tượng trưng cho sự toàn thể, sự hoàn hảo, sự hài hòa, ổn định, trật tự và vững chắc. Đôi khi, bốn cánh cửa thập giá còn được hiểu như tượng trưng cho bốn pha của mặt trăng, bốn nguyên tố, bốn loại gió và bốn mùa. Cuộn giấy là biểu tượng của sự học hỏi và luật, tượng trưng cho những tri thức hay thông tin được gửi đến cho ta để ta cải thiện cuộc sống của mình. Nó còn biểu trưng cho những tri thức ẩn giấu cũng như là sự chảy trôi của thời gian. Kinh Torah, năm quyển đầu tiên trong Kinh Thánh của người Do Thái, và được cho rằng bao gồm những lời răn của Thiên Chúa do Moses tại núi Sinai. Hơn cả một câu chuyện và những lời răn, nó còn được cho là một vùng không gian nằm trong nội trong thế giới vật chất, một điểm mà từ đó chúng ta có thể chạm tới cảnh giới cao hơn của thế giới tinh thần. Áo choàng tượng trưng cho địa vị và quyền lực. Áo choàng trắng tinh khiết tượng trưng cho sự ngây thơ, tinh thần thuần khiết, trí tuệ và sự thánh thiện. Nó cho ta sự ấm áp, tình yêu, sự bảo vệ về cả cơ thể và cảm xúc, hay là sự bảo vệ đức tin. Áo choàng màu lam tượng trưng cho hòa bình và sự thanh tẩy, và là màu của Đức Mẹ Đồng Trinh Mary. Nó còn tượng trưng cho sự thiền định, giấc mơ, suy niệm, sự tiên liệu và khao khát. Cây cọ tượng trưng cho sự nghỉ ngơi và thư giãn. Cư dân vùng lưỡng hạ tin rằng trục thế giới này đi qua một cây cọ. Quả lựu tượng trưng cho sức sinh đẻ, sự mang thai và còn cho cái chết. Trong văn hóa Hy Lạp, một quả lựu bị đập nát trên mặt đất trước một tiệc cưới hay trong ngày năm mới chính là biểu tượng của sự sinh sôi và trù phú. Trong niềm tin của người Do Thái, quả lựu là thứ quả dẫn đến sự sa ngã của Adam và Eva.
Do đó, nhấn mạnh tới sự cám dỗ tình dục, nhưng cũng đồng thời là sự đoàn kết và nó liên hệ với sức sinh sản, tình yêu và hôn nhân. Đó là tất cả 8 cái biểu tượng chính của cái lá bài The High Priestess hôm nay. Và video của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn có đóng góp ý kiến hoặc muốn mình làm những chủ đề nào khác hay hơn về Tarot thì các bạn có thể đóng góp dưới phần comment nha. Còn nếu như các bạn thấy hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh của mình. Đó chính là động lực để mình làm ra những video hay hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.